Thủ tướng Netanyahu và Ngoại trưởng Lieberman thành lập liên minh tên từ Jerusalem. Thủ tướng Do Thái ông Benjamin Netanyahu và Ngoại trưởng Avigdor Lieberman đã thành lập một liên minh trước khi tổ chức bầu cử vào tháng Giêng năm tới. Người Do Thái đã có phản ứng mâu thuẫn đối với việc này. Bà Hila nói đây là một sự kết hợp tạo tệ hại hơn cho Do Thái. Ông Dave Sullivan nói tả là sai, hữu là đúng. Ông Eli Hasdan nói sự kết hợp là một sự thay đổi và phe tả cũng cần phải thay đổi. Đảng Likud đang dẫn đầu trong các kết quả các cuộc thăm dò. Liên kết với ông Lieberman sẽ bảo đảm nhận thêm phiếu của người định cư và thành phần cực hữu. Tờ báo Haaretz nói rằng hai ông Netanyahu và Lieberman không có sự khác biệt nhiều. Ông Lieberman còn bảo thủ kinh tế hơn ông Netanyahu. Theo kết quả thăm dò của đài truyền hình, đảng Likud sẽ nhận được 25 ghế dân biểu. Đảng Yisrael Beiteinu sẽ nhận được 12 ghế trong Quốc hội Do Thái, có 120 ghế. Phe đối lập nói rằng liên minh này sẽ làm cho Do Thái bị cô lập thêm trong cộng đồng quốc tế.